Xin chào tất cả mọi người, và mình sẽ ra mọi người tô màu một đỡ đòn trong Brave Zombie phiên bản khoai tây khổng lồ và sang trọng nha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ ra mọi người tô luôn nhé. Mọi người đợi mình xíu, mình lấy một màu rồi đã. Đây là hộp màu quen thuộc của mình nha mọi người, rất nhiều màu để tô ha. Hôm nay nó cứ chật chật sao ta, vào thế hôm nay mọi thứ nó chật lắm, mọi thứ nó chật lắm rồi đấy. Ok nha mọi người, ngồi đợi mình xíu, mình đây mình dọn dẹp đồ đạc ra xong mình bắt đầu tô nhá. Ai xem à, ai chơi play zombie biết đây là gì ha. Nhỉ mẹ, nó làm việc đi, vì tương lai nghỉ Tết, sắp Tết rồi, một tháng nữa thôi. Ô, thế là mình làm chắc cũng tầm 25-26 lâu thế. Anh Đức, trả nút bạc lại cho em. À, anh Đức đòi tiền à? Đây, phải đòi tiền tuần anh thì tuần anh vừa lấy tiền của anh đấy. Em vừa gửi anh 100 nút. Trả nút bạc lại cho em, anh Đức ơi. Tình như anh em, hôm nay em nghỉ việc. Tí em nghỉ việc. Trả nước bạc cho em. Anh được rồi. Anh gọi cái giờ đấy thì anh nghe hả? Anh giờ đấy giờ anh cũng ngủ. Anh quý lấy nước bạc cho rồi, không phải lo anh treo đây. Hả? Anh treo đây. Quan trọng cái tên đẻ nữa mà. Anh mình đứt rồi. Chắc không trời. Để tên Trần Tuấn Anh xong xóa để Trần Tuấn Anh đi tên quanh mình nữa. Thế thì chiêu. Thế thì hết kiêu. No. Có thế này là kênh của ai đây? Ok nha mọi người. Vì mọi người chơi một vố. Nghỉ việc. Đi báo anh Long. Mấy anh Long. Anh Long nghe hết rồi. Long không nói gì hết. Ok. Mấy anh Long. Đăng bài bóc phốt. Bóc phốt từng người. Mình bóc phốt từng người. Bóc phốt tất cả. Tôi đánh thật đời em rồi. No, trả nút bạc lại cho em. Không cho em cái nút vàng cũng được. Tôi đang xin lấy lòng cho em nút vàng. Ờ, tưởng cái đấy nút vàng luôn chứ. Anh Long còn chưa có, tôi xin lấy nút vàng. Ờ, nhưng mà anh Long mua nhiều cây mà không có cái nào mà lấy được cái nút vàng gì. Sao kìa tôi lấy trước rồi. Nhiều mà một cái kiểu chưa đến mức gọi là chưa đến 1 triệu ấy, mình bút lên mà được luôn hả? Ừ, mà như thế bút thì làm sao mình nhận được một chất? Có vẫn đủ là được. Em lấy làm cái bài làm bằng bạc làm bài thật bạc quái gì nhôm đồng đấy, nhìn ví dụ đây thôi. Long Bùi 2022 thôi. Ừ, thế họ Photoshop rồi mà thành ra được đấy đó. Nào em xóa tên thì em giết lên. Biết là sao giống được. Em cũng không... Hôm đấy em ngồi em chỉnh mất bao nhiêu thời gian. À, Photoshop ấy. Em xóa đi rồi em cứ viết tên lên xong rồi em chỉnh cho màu nó trùng trùng. Chả nhớ hôm đấy mất cả buổi tối. Thì giờ này mới tranh nhớ thể mình xem nha. Từ đặt lâu rồi, từ đặt cái nút bạc đó. Thế cái này này. Từ cái này rồi, từ đập nhận cái này. À đâu phải nhỉ?
Ừ, nhưng mà cái này 2022 mà. Mình cũng không biết nữa. Thế em cần em đi Photoshop luôn. No. Thế giờ nút bạc của tôi nó nằm ở đâu? Ở kênh nào? Phương. Anh Sắc ơi, nút bạc của em có không anh ơi? Vừa đấy. Đủ. Bạc Tết rồi đấy. Dạ. Gọi cái giờ đấy thì ai dạ ấy. Cần không nghe đi gì. Thưa mình ngủ được có mấy. No. No. Ai bảo đây này. Lần ở đâu đây. Anh được rồi, trả giúp bạc cho em. Anh hãy để đấy chứ, lúc sợ nào nhập chả được. No. No. Phải nhận trước Tết. Ok em ơi. Mọi người đâu đi ạ? Tên mình nhé. Ok. Mày tốt đi ạ. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, và video mình đến đây kết thúc là tất cả mọi người. Những video tiếp theo, like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye, tạm biệt. No. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh cực kỳ quen thuộc với mọi người luôn nha. Ui, một ông lão. Ông lão zombie đang cố gắng để đi đến đích. Ui, để đỡ mất nhiều thời gian, mọi người mình sẽ hướng dẫn tô luôn nha. Mình sẽ tô những chi tiết nhỏ thôi nha. Còn kết chính thì thôi. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha. Ok.
Người tôi đi ạ. Người tôi đi sẽ biết thì mình nha. Ok. Mời đợi mình xíu. Đến đâu rồi? Ok. 40 à. Ok nha mọi người. Ok. Cái nhà này rồi. Đấy tay tự nhiên thôi, anh nhiên nó mất một khoản để kiếm tiền ở giữa này. Bây giờ nó như thế đủ nữa, anh tự nhiên nó mất một khoản để giữa, tự nhiên mất cái chữ này. Cái nhà này. Ok. Ok. Ok nha, mọi người đợi mình chút xíu. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha. Và mình sẽ hoàn thành bước trên này nhanh nhất để cho mọi người xem nhé. Người tôi đi ạ. Ok nha mọi người. Ở đâu? Đó rồi. Ê mọi người. Ok.
Ok nha. Người tô đi ạ. Ok nha. Và video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like xem thì kênh của mình nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tất cả mọi người tôi mò một cái bánh với một tách trà nha. Ok, và để tấm nhiều dân người mình sẽ tất cả mọi người tôi luôn bước trên mình nha. Và chỉ cần là chỉnh sửa check và ok, bắt đầu tôi nha. Ok nha. Ok. Bây giờ tôi mời tôi luôn nha. Rất là đẹp. Người tôi thì mình đi nha. Ui. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha. Mọi người mình xin xóa bớt vài đứa lên tỷ lệ đi. Không đâu là nhiều người. Thanh Phương. Trang Đinh. Ok nha. Bye cả. Mèo nhé, được bị cái chân thì làm sao để hết. Ok nha mọi người. Phương này.
bà Xuân Yến đã kết hôn vì kết bạn. Ok nha mọi người, thì chắc là đang mới xem nhé, có thể mới xem nhé. Nhanh vậy, 1 2 3 4 kinh ngoại thứ 3 từ 5 6 tuổi bị quên luôn. Đầu 3 từ 5 6 7 chủ nhật thứ 2 thứ 2 về, thứ 2 về luôn mùng 5 1 6 hôm nữa gần tuần nữa. Là tạm biệt mọi người, mình sẽ đi. Để quên thì ta giờ về quên chán đấy mà. Ủa sao hôm nay anh sắp có bật đèn bạn? Hết chiều rồi. Thôi ngủ đây. Tự hại bản thân. Thôi chứ chẳng bao giờ quên những đứa chẳng quên. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, ok nha mọi người. Ok. Và video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Thì video của mình hay, mình hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh âm thanh tình yêu. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ đánh dấu vào mà tô luôn bức tranh này để hướng dẫn mọi người luôn nha. Ok, mình sẽ đánh dấu lên 48 nha. Ok nha mọi người. Okay.
Không phải tôi đấy ạ. Thôi em nha mọi người. Ok nhỉ mọi người. Ok. Người tôi đi ạ. Ê nha mọi người. Người tôi đâu nào. Ok nha. Ok. Ok nhé mọi người. Người tôi à. Rất là đẹp nha, và mình sẽ để đây một chút người tôi nhé. Ok nha mọi người. Người tôi đi ạ. Ok nha. Mình sẽ hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể cho mọi người xem nhé. Ơi hey, mọi người. Ok. Người tôi đi nào. Chiếc tờ giấy. Có mấy bạn để sửa trước đi.
Ok. Ok nha mọi người. Linh hình cũng là ngon, Hà vẫn đang dùng cái nick của mình thôi. Không đảo quá trời. Trả lại Facebook cho tao. Mày là khen màu. Nghe Linh hình vụ cái nhớ luôn được. Ok. Không, anh với ảnh xích xây luôn. Đi đây. Nè. Mấy kia thì không biết được. Không biết thằng nào. Ok mọi người, và video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like xem chị kênh của mình ha. Bye bye.